thử cấp nguồn nhá. Đấy, thử cấp nguồn, nguồn từ anh đâu mày, con đã tới 30V luôn anh ơi. Không đến 30V, con này 30V luôn. Con này hả? Đây nè, không đến 30V. Này con đã có 20V này, biểu sao không cháy? 20. Anh hiểu không? Này cấp nguồn nó nhẹ cháy rồi kia đó nhỉ. Đúng rồi, con cái tôi 20 rồi luôn. Con đã 20, nãy mình thử là 20, còn con đã 30, biểu sao không cháy? Rồi, khét lẹt luôn. Là đúng. Hiểu không? Đúng rồi, hiểu rồi. 30V. Con đã 30 mà, nó đánh không kia không? Nè, bây giờ em đang đỡ cỡ 12-13V nè. Đấy, thấy chưa? Bây giờ anh dám với ông nè, đã là nó không chậm nè, thấy chưa? Cấp nguồn Nhật Bãi. Đã nó chậm nè, thấy không? Xá với ông lên nè. Cấp nguồn Nhật Bãi. Đấy, từ 0-20V nè, 0-30V nè. Giá nó 500.000 một cục, 600.000 một cục, 700.000 một cục. Có con này 3A, có con này 5A luôn. Đấy, cấp nguồn Nhật. Đấy, cấp nguồn này. Con nó hiện đại không? Con kia đi xài cơ tự nhảy, còn này xài linh kiện. Hồi nãy nó không nát đâu, mới để cái này nó không nát đâu, lỗi. Không, nó đâu quá tải nó đâu mà nó nhé. Còn anh yếu, anh tự cháy diện của anh chứ, đúng không? Cái này nó 30V, cái này nó